Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay trời rất là đẹp, Uyên Quỳnh đi tới thành phố New Orleans. Đây là một thành phố rất là nổi tiếng của tiểu bang Louisiana này. Và nơi Uyên Quỳnh đang đứng đây là một nơi rất là nổi tiếng. Nơi đây quy tụ rất là nhiều những khách du lịch ở các tiểu bang khác và các nước khác tới đây tham quan. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa. Uyên Quỳnh cũng mong rằng những anh chị cô đơn sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình để cùng nhau đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống. Vì ở trên đất Mỹ này hoặc là ở nơi đâu cũng vậy, những người cô đơn thì họ buồn bã rất là nhiều. Nào mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Em chào chị ha. Chị chào em nha. Dạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình. Mình xin chào anh chị em trên cộng đồng mạng. Mình tên là Hương, sinh năm 1972. Hiện tại chị đang làm công việc gì chị? Chị làm nghề may mặc á. Chị làm công việc đó được lâu chưa? Lâu rồi, hơn 30 năm. Chị may cho người ta hay là người ta tới nhà chị làm may cho chị? Mình may mở tìm ở nhà may luôn. Ồ. Chị may áo dài không? Không, chị may đồ nam nữ, sơ mi, đồ vest, đồ bộ, đồ kiểu gì. Dạ. Còn áo dài không có may. Chị có thợ học trò làm cho chị không? Có mà mấy năm trước à, bây giờ hết rồi. Bây giờ cũng bớt rồi. Từ trước là nhiều, có nhiều. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida. Tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Hôn nhân được 18-19 năm rồi. Chị có được mấy người con? Có hai đứa cháu, hai đứa con gái, mà đứa lớn lấy chồng là con đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng 20 đang học đại học năm 2. Lý do gì sao chị với ông xã chị chia tay? Hồi xưa rồi cũng khổ rồi, cũng kiểu là người tính này tính kia vậy đó, không có hợp nhau. Con vòng nhỏ bé bé trên tay. Dạ. Chị ơi, chị nghĩ ưu điểm của mình là chi? Ưu điểm của chị là sạch sẽ, gọn gàng. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm thì như trước á, hơn chút là quay phim đồ dễ hoặc là quay người ta khổ đồ tồi vậy đó. Hay khóc. Dạ. Rồi chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Người đó biết yêu thương, biết lo lắng cho nhau, được chân thành, chân thật thà vậy đó. Dạ.
Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Hơn chị 4 5 tuổi cũng được, 3 4 tuổi được, 4 5 tuổi được. Thí dụ anh đó hút thuốc uống à, thí dụ anh đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào chị? Uống rượu mà uống ít thì được, uống nhiều quá không được. Còn hút Thuốc thuốc thì như thế nào? thì đừng có hút nhiều quá, cái gì cũng ít là cũng được cho người ta. Sau khi chị với ông xã chị chia tay cũng khá lâu đó, chắc chị cũng có quen thêm vài người hả? Không, chị nghĩ là để nuôi con cho lớn á. Trước thì cũng có nhiều người nhưng mà chị nghĩ là nuôi con cho nó tính sao, con còn nhỏ mà mình biết nữa thì tội tội con đó. Con lắm rồi mình tìm được cuộc đời của mình. Con chị á, bây giờ con chị đã lớn rồi á, thì các bé có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Đó, con cũng nói mẹ tất nhiên kiếm người một mình cũng buồn rồi vậy á. Chị rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị xem video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị cũng xem nhiều á, thấy em kịp nối cho nhiều người, thấy cũng hợp rồi, cũng hạnh phúc rồi, Dạ. Rồi chị đã coi lâu chưa? quay lâu rồi, Dạ. mấy 2 năm. Rồi chị có cảm thấy mến được anh nào trên kênh của em không? Để chị quay lại tiếp tục. Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? 54 Cân nặng bao nhiêu? ký Chị có thể đứng cân lên. nặng Chị có thể đứng lên cho mọi người nhìn dáng chị ha. Ok chị. Lưu gan chút thôi chị, mất tóc rồi, mất trắng rồi. để được Nhiều quá, nói nhiều quá. Rồi vậy đó. Bây giờ công việc của chị có ổn định không? con gần ra trường con 5 năm đứa nào cũng đại học Chị giỏi hết rồi, lấy chồng rồi. Chị giỏi ha, một mẹ mẹ một mình mà nuôi hai con học đại học đâu có dễ ha. Bởi vậy đó nuôi con cũng xong rồi, mình mới tính chuyện của mình. Rồi à, bây giờ thời gian rảnh rỗi á, là chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Rảnh rỗi hả? Chị lo trong nhà rồi lo, nhiều lúc chị cũng đi bán áo quần thêm, bán vải, chị bán vải ở nhà, bán vải rồi may luôn á, bán Rồi chị đi đâu chị bán áo quần thêm? đi ra chờ đâu Nhà chị gần chợ không? vậy? Mình may xong rồi mình đem ra ngoài để mình bạn ngồi bán hả? Mình lấy hàng đó mà mình bay nhờ người ta tới giặt. Chị rồi ngoài việc đó ra thì như là giải trí của chị á, chị thích giải trí như thế nào? Karaoke, shopping, du lịch? Chị thích đi du lịch, chị thích đi thích karaoke, hát giờ giờ thôi nhưng mà thích hát. À, đi du lịch thì chị đã đi du lịch những đâu rồi? Chị đi trong Sài Gòn, chị đi Đà Lạt, đi Cần Thơ đâu có đâu. Chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Vui tính, vui biết vui mà biết đạo đức, có đạo đức rồi nữa.
Rồi chị thích mấy 7 được rồi, hoặc mấy 6-8 rồi được rồi, trên 7 6-8 rồi, 6-5 trở lên rồi được. Mình thấp mà mình đâu có quả chẳng. Chị muốn anh ấy càng mấy sao mấy được rồi phải không? Càng mấy tôi đó. Sau khi mà chia tay với ông xã chị khá là lâu như thế á, thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Người ta hiền, hiền lành rồi, biết sống cũng có đạo đức rồi, gia trưởng quá. À, bé nhỏ của chị á, hiện tại á, là có đi học xa không hay là học gần nhà chị? Học, đang học Sài Gòn năm 2 rồi, gần nhà, tới đây là năm 3. 4 năm là ra trường, gần năm hè tới đây là được năm 3. Cô đồng. Hiện tại là chị ở nhà một mình hay là ở chung với cha mẹ chị? Ở nhà một mình. Rồi chị có nấu ăn không hay gần chợ ăn cơm tiệm thôi? Nhìn nấu ăn chứ. Đâu, chị biết nấu ăn. Nếu có người yêu, chị có muốn người yêu của chị có tính lãng mạn không? Có lãng mạn tí cũng, chị là thích vui, vui vẻ. Chị có được mấy anh chị em chị? 6 anh chị em. Anh chị em của chị có ai ở nước ngoài không? Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình như thế, chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay là chị muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Đâu cũng được, nhưng mà chị nói tính tình rồi đó, ở đâu cũng được, ngoài thì càng tốt. Dạ. Chị có coi nhiều về chương trình Cuộc Sống Mỹ không? Có coi nhiều, coi chương trình của em đó. Thấy hạnh phúc như thế. Em ghét đôi cho người thấy dễ thương, đẹp. Dạ. Chị sinh năm mấy? 1972. Nhà chị là chị ở gần phố không hay là chị ở trong vùng thôn quê? Ở thị trấn. Phía sau nhà chị có trồng thêm cây ăn trái gì không? Chị trồng ít à, ít xịt à. Sầu riêng, mấy cây. Ồ, ở khu của chị trồng sầu riêng được hả? Được. Chị là gần chỗ Đắk Lắk á, tiếng Tuy Hòa, gần Buôn Ma Thuột. Ở đó em thấy người ta trồng cà phê nhiều phải không chị? Đúng rồi, người ta trồng cà phê. Trồng cây gì, cây mía cũng có, cây mì cũng có, đủ à, đủ loài hết. Ồ, sao chị không trồng cà phê? Chị đâu có đất nhiều đâu. Ồ, chị có đất để ở trong nhà thôi không? Chị ở đó, dân ở đó hồi đó giờ hay là ở đâu tới? Chị kia là hồi xưa chị hồi nhỏ là ở Huế, xong rồi chăn đem từ đem vô trong Tuy Hòa ở hồi năm từ giặc rồi gì đó, sau xong rồi là chị cha mẹ giờ cũng ở Tuy Hòa rồi chị đây tập viên giờ bây giờ. Ở đó ta trồng cà phê với lại tiêu và điều, hạt điều đồ nước phải không? Có, dạ. Có. Có mấy anh, tiêu được. Có mấy anh lên chương trình ở đó trồng rất là nhiều cà phê rồi với tiêu và điều rồi. Có một cặp, cạnh cặp có anh ngoài đó đó. Rồi chị hồi đó giờ chị thích chị có đi du lịch ở trong nước hoặc là ra nước ngoài gì không?
chưa, chị chưa đi ra nước ngoài. Nhưng mà trong nước thì có đi hả? Đi Sài Gòn rồi đi Đà Lạt. Chị như thế này à, hả? Những lúc đó là chị đi với con chị hả? Đi với con. Rồi những ngày lễ Tết nè, con chị có về với chị không? Hay là ở thành phố luôn? Có, con về tập trung. Cha con mẹ về. Ai đưa con. Rồi cha mẹ của chị ở gần chị không hay ở xa? Ở xa mấy chục cây số. Ồ, xa vậy đó hả? 40 cây. Với công việc của chị em nghĩ chắc là bây giờ nó rất là bấp bênh. Tại vì người ta mua đồ ở ngoài shop nhiều rồi, xong rồi với lại một sau dịch thì người ta cứ lo cơm áo gạo tiền, chắc người ta cũng không có lo đi làm đẹp nhiều đâu. Rồi chị có nghĩ là mình sẽ thay đổi công việc khác không? Hay là chị cứ giữ công việc này? Chắc sau này chị cũng đổi công việc khác. Nhưng mà chưa tính. Nhà mình mở quán bán ở nhà cũng được. Ồ, nhà gì? Mình nghe mặt tiền hả? Nghe mặt tiền. Cưng quốc lộ. Được gần 7 mét chưa được. 6 mét mấy á. Ở Việt Nam 6 mét mấy là cũng ok. Đi dài là 100 mét. Đi dài 100. Wow, dài dữ vậy đó hả? Ngang có gần 6 mét mà dài dữ vậy đó. Ngang theo mặt đường á, hơn 6 mét. Wow. Rồi ở phía trong là chắc chị trồng nhiều cây lắm đó, tại vì nó rộng, nó dài quá mà. Không có ai trồng hết, chị trồng đó thôi. 100 mấy cây sầu riêng à, mà chưa có trồng. Rồi ở Việt Nam mà hơn 6 mét thì cũng ok, mở quán rồi cũng được ha, quán cà phê rồi cũng được. Quán chị dừng để nguyên bán học ra trường xong rồi chị mở quán ở đây từ nãy đi làm. Khu của chị dân cư đông không? Đông, nhà xã sát bắt nhau. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một người yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Cảm ơn em. Chào khán giả. Chị gửi em số điện thoại rồi có không? Chị hai số điện thoại một số đó cũng được. Ba chị quốc sư Pius Pius Empires xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.